chú lên đây hái đào nè, gặm gắn hổ mây ở đây, chú nói gà ôm luôn á. Hùng cái mang ra bành cây luôn, hồi chú bỏ chú chạy khoảng 2 năm thôi, là ngay gần cái bồn nước này luôn đó nha. Chào cả nhà, hôm nay mình đang có mặt tại ngay chỗ cái dòng suối ở trên núi chảy xuống nè. Suối Thủy Liêm chảy xuống nè. Nước chảy ầm ầm luôn á nha. Hôm nay mình lên chỗ cái tháp cao mà bữa trước mình quay mình xuống không được á. Đây mình đã lên tới cái dòng thác mà dòng thác trên Thủy Liêm chảy xuống rồi cả nhà. Này thác dưới này còn cái thác đứng mà cao cỡ gần cái 100 mét á là chưa tới. Này mưa nhiều cháy đẹp dữ lắm luôn. Rồi để mình lên trên cả nhà. Quá đẹp luôn. Ở đây có cái bãi đá hết sức đẹp luôn cả nhà. Đây là từ động Thủy Liêm chảy xuống cả nhà. Bên đây nhìn qua chối ánh nắng. Quá đẹp luôn. Mình đi lên cái thác lớn ở trên này nè. Lên cái dốc này có nhiều dây nè, mình theo dây mình đi. Tại vì ở đây không có bậc thang. Suối chảy quá đẹp luôn. Nè.
này của cái đầu dưới suối Thủy Liêm. Quá đẹp. Khó thở xa dưới này, cái dốc. Dòng suối ở đây nó chảy xuống, nó có tầng, ở đây là tầng khác, xuống dưới này là tầng khác, xuống dưới kia là tầng nữa, rồi dài lên đến tầng. Nước hết biết mát rồi cả nhà. Mình đi lên nữa nha. Đi đường bên đây, chứ đi ngay dòng suối lên được cái dốc cao lắm. Quá tuyệt. Này mưa lớn là nước chảy ầm ầm. Đẹp dữ lắm luôn. Đi qua đường kia mình đi lên nữa đó nha. Đó, trắng giờ luôn, quá đẹp luôn. Lên đường này luôn.
đi theo đường suối này lên cả nhà. Mình đi từ từ quay cho cả nhà xem. Quá đẹp. Rồi lên nữa cả nhà. Tiếp tục lên. Bên đây cũng có nước chảy luôn. Tưởng cái đường này lên được á nha, chờ hồi lên không được. Mình lên đoạn nữa cái bích dịch chân luôn. Còn cái dòng suối thì cái đá nó đứng sững. Đứng cao dữ lắm. Tới chỗ mấy đứa em ở dưới đó, nó ở trên đó nó nhậu, nó nướng đồ nó ăn ở trên đó. Rồi hết đường đi. Giờ mình đi xuống là mình kiếm cái đường khác, mình đi qua bên đó. Suối quá đẹp luôn, nước nó mát, nước tá vậy đó cả nhà. Bên đây có cái đường mòn, giờ mình đi theo cái đường mòn này mình đi qua bên cái đường đi mà lộ cũ hồi xưa bà con sống ở trên núi, rồi hành thang với mà su á, là trồng su á, là bẻ nó gắn xuống đường này không đó cả nhà. Đường này lâu lắm rồi, không có ai đi. Thường rắn hổ mây trên núi này á, tổng toàn là màu vàng không ấy nha, màu ngà 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 chứ không phải màu đen. Qua bên đây có một cái dòng suối, dòng suối dưới đó cả nhà.
Đó, có cái bọt nước. Là ông chủ, ông chú mà chủ quán ở dưới á, là khoảng 2 năm nay là ông thấy một con rắn hổ mang ở đây nè cả nhà. Mình ổng kể mà mình định quay phim lại, hỏi chú là thôi quay kỳ lắm cho nên không có kể. Chú lên đây hái đào nè, gặp rắn hổ mang ở đây chú nói gã ôm luôn á, hùng cái mang ra bành kỳ luôn, rồi chú bỏ chú chạy khoảng 2 năm thôi. Là ngay gần cái bồn nước này luôn đó nha. Mà chú cũng nói cái hổ mây nó màu ngà ngà vàng chứ không phải màu đen. Chú nói gì ăn cậu Năm nói gặp bên kia vậy đó. Có duyên lắm mới gặp ông May thôi. Dễ gặp được ông. Ồ rồi cái cây đủng đỉnh ở trên đó, nhóc buồn ở trên đó nhà ơi. Thường thường mấy chú gặp rắn hổ mây á, ở trên núi thường thường gặp là buổi sáng nhiều. Tại vì buổi sáng ông lên hứng nắng sáng. Hứng rồi ông xuống nước, ông cầm ông uống nước. Tới đây hết đường đi. Dễ gì mà có duyên mà gặp được mây. Mình đâu có cái nhà hay gì vậy? Tuốt bên cái đồi bên kia. Đi đường này đi đâu ta? Wow, có cái nhà ngói bên kia. Đường nhà ngói bên kia mà không có đường đi. Bên kia anh ta đi đường nào á, anh ta xuống á. Sợ trên chở anh ta xuống. Bên đây không có đường qua. Nhóc cái chùa vậy đó cả nhà. Nhà xe ở giữa rừng. Khuất cây hết trơn à. Bữa nay đứng ở trên thấy dạng này hết thấy rồi, kìa kìa. Ừ, giống như cái chùa đó cả nhà. Không biết đi đường nào quá. Đi cho biết luôn. Ở đâu giữa rừng có cái nhà. Đồ đạc nó đem lên rồi không có đường đi cả nhà, cái đường này đi xuống núi luôn rồi. Đi thử coi coi có đường đi.
Rồi cái nhà kia hết thấy rồi. Tuốt bên kia cả nhà. Không có đường nào để xuống đó được nữa. Mình không biết đường. Ồ, bên đó kìa cả nhà ơi. Cái cây đó hết thấy cái cây gòn. Cây gòn gì mà lớn dữ hả? Không có đường qua bến rồi. Vì là bên bến đã có cái đường đi ở đâu ở dưới đi lên đường bến. Mình đi ở bên đây đi qua không được. Băng qua ngang cái thung lũng này luôn cả nhà. Cây gòn cả nhà thấy không, khổng lồ luôn. Cái gòn này còn 4-5 người ôm đó. Kinh khủng là bự rồi chứ. Ôi vô cái gòn. Còn cố thủ. Này có cái hòn đá ngộ quá cả nhà. Ở đây là giữa rừng ở trên núi Cấm luôn. Bên cái vách mà Ô Tức Sa. Ô Tức Sa đi lên. Để lần lần kiếm cái đường lên cái nhà. Wow, bên đó có nhà nữa kìa. Wow, có đường xe lên luôn cả nhà. Oh. Có đường xe lên. Hèn chi có nhà trên đó cả nhà. Kìa, trên đó giống cái chùa như cả nhà. Mình lo lên đó. Ôi, người ta làm đường xe lên rõ ràng phía bên đây. Đó, thấy cái bãi đá này. Đá không. Trên này có một cái ngôi chùa. Ý không phải chùa. Cái nhà mồ cái nhà ơi. Cái nhà mồ nằm giữa rừng ở trên núi. Nhà mồ gì đẹp ghê vậy. Cái con gì mà nó mới chạy lẹ thấy ghê luôn à. Út. À, đường đổ xe này các bạn. Wow, lên nhà màu. Cất nhà màu lực lượng luôn. Bây giờ bên kia mình nhìn qua mình thấy mái ngói rồi. Đó, thấy lớn cả nhà. Ủa, có đường xe lên nữa nè. Nhà màu tháp không à. Nguyên cái nhà màu trồng hoa kiển quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ở trên đó là trên đỉnh. Mình lội xuống đây coi hỏi coi cái đường này đi đâu. Mày lấy xe chạy lên cái đâu có đây. Đâu có lội nổi. Ồ,
Hồi xưa có cái đường đồ bộ này cả nhà. Bên đây có cái em cái tháp gì với nhà. Năm chú đó ông kể, ông gặm gắn ông mang gan cho cái suối á. Rồi mình nói để mình qua bển mình quay phim. Ông nói dám đi không? Rồi mình nói dám chứ sao không? Trong cho gặp ông nữa quay phim. Ồ, cái đó nguyên cái nhà kho luôn, không phải nhà. Như nhà mát vậy đó cả nhà. Còn ở đây là cái em, cái cốc tu của người ta. Ở ngoài đó có cái miếu mà. Đi lên đây phải đi cho biết hết. Còn không thấy thì thôi, thấy phải đi. Ở đây là dọn cỏ này, này kia là dọn trống hết rồi. Cục đá ngóc đầu lên. Đây có cái miếu nè. Miếu gì thờ gì không? Ở trên cao sao rất nhan. Thất sơn thờ chư vị. Chí rồi xa thắp nhang, leo lên thắp nhang kìa. Bữa nào lấy xe chạy lên đường này thử à. Chữ đó chữ thất ở trên, ở dưới là chữ sơn đó nha. Mình thắp hương cái đi. Mình mới thắp hương xong rồi cả nhà. Rồi mình đi. Chuẩn bị mình lúc nào cũng có nhang hết. Bên đây là đất của cái ông chú mà ông gặp mây nè. Ông đốn ba cái điều đào lộn hộp, ông đốn hết rồi. Mời móc chạy xe lên đường này thử coi hết cái đường lên tới đâu. Không biết bên đây có cái đường đi nè. Mình nãy mình đi trong rừng đó đó cả nhà, đi qua. Bây giờ mình theo cái đường xe mình đi xuống nè. Coi đi tới đâu. Wow, đường đi xuống, đường đi bên đây. Cái này không chừng qua bên trong cái quán thôi nhỉ. Cái đường này đóng rong xe chạy chỉ chợt. Wow, cái đường này đi đâu á. Lên tới đây hết à. Lên đó lên rừng à. Đúng rồi, đi xuống người ăn chó, người ăn chó cái đường của nãy mình đi lên đó nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn đó nha. Nếu thấy hay hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều.